Ok, hello, xin chào. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau một kỳ nghỉ Tết khá là dài 9 ngày. Thì không khí hôm nay cũng có gì đó gọi là nó sẽ xe lạnh vậy á, cũng gần như là tiết trời chuyển từ đông sang xuân. Hôm nay thị trường không nhiều người lắm đâu, sinh viên thì chưa đi học lại, chỉ là các lab thì người ta đi làm thôi, người ta làm nghiên cứu thì một số phòng thì người ta làm lại gọi là cũng làm liên tục trong những ngày Tết ấy. Hôm nay lên này tham quan là chính thôi, chủ yếu là cũng coi như là khởi động năm mới chính sau 9 ngày không có ghé lab, để tiếp tục cái công việc của mình trong học kỳ vừa rồi thôi. Thì ở đây ngắm nghe cái cổng trường một tí. Trường mình được cái là cái cổng trường cũng khá là to, bên trong thì không có cái gì đâu, nhưng mà không hiểu sao lại cái cổng trường nó thích làm to như vậy. Ở đây thì những căn phòng, những con đường nó cũng là như cái cũ thôi, cũng không có cái gì thay đổi. Lá mùa mùa xuân thì từ đông sang xuân thì nó đổi màu một tí, cũng chưa đẹp lắm nhưng mà gọi là có rụng lá rồi, ta cái chuẩn bị lên lọc nón của mùa xuân. Không gian thì vẫn là tặng là như ngày bình thường thôi. Đó. Cái chỗ này là chỗ quen thuộc mà, chỗ đi lui đi tới, đi cho nó thư giãn con người. Tết thì cũng không có đi chơi nhiều, chủ yếu là ở nhà xem phim, xem bóng đá thế thôi, và liên lạc với gia đình bạn bè, cũng không có cái gì gọi là đặc biệt trong Tết cả. Hôm nay thì toàn bộ các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tất cả mọi thứ là quay trở lại cuộc sống bình thường rồi. Thực tế bên này mùng 4 là người ta đã mở mở lại rồi, người ta gọi là mở là hoạt động đầu năm, người ta lấy ngày là ngày mùng 4 rồi. Thì hôm nay đã mùng 7 rồi, mới chính thức các văn phòng thì hôm nay là ngày đi làm lại. Thì thôi, hy vọng một năm mới, chúc nhiều sức khỏe, an vui. Bye bye.